Vậy là có trò hay rồi đây. Hả? Mới sáng sớm ám mà bà. Giỡn chút làm gì căng vậy fan? Fan tập thì tôi cũng tập chứ bộ. Vậy thôi tập sao xa xíu đi ba. Nam nữ thọ thọ bất quanh kia tập đi. Thằng khứa này. Bánh này ngon quá vậy. Khứa này. Trời đất ơi, hai cái đứa này đi đứng như vậy à? Tại anh Gino quá chị, chứ không phải tại em nó làm rớt bánh chị á. Chị em có biết gì đâu, nãy em thấy chúng này đụng rõ ràng á. Đúng không? Dạ không phải, Gino quá, tại Gino quá chị. Em không biết gì trơn á. Tại bạn. Tại bạn. Trời ơi, em hết đi. Đứa nào cũng sai hết á. Bây giờ cái bánh của chị nó rớt rồi, nó dơ rồi, chị không ăn được nữa, hai đứa đền cho chị đi. Nhưng mà em hết tiền. Có tiền đâu. Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ chị có cái ý kiến như vậy, hai đứa có nghe thử không? Dạ có, dạ có. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi. Nếu mà ai thắng nhiều nhất á, thì sẽ trở thành đại ca của sớm. Yeah. Và đặc biệt người chiến thắng sẽ còn nhận được một phần quà siêu to khổng lồ. Nghe hấp dẫn quá. Vậy ai sẽ là trọng tài vậy chị? Chị với chị Vi sẽ là người ra đề và đồng thời cũng làm ban giám khảo luôn. Vậy thì cuộc thi của chúng ta sẽ bao gồm 3 vòng. Ủa mà rồi cuối cùng ai đền bánh cho tôi vậy? Bà yên tâm, ai mà thua thì sẽ đền bánh cho bà đúng không? Đúng rồi ha. Nè, hai đứa cứ yên tâm về tụi chị. Tụi chị đảm bảo sẽ làm việc công bằng hết sức có thể. Đúng chị? Đúng rồi đó. Rồi giờ mấy đứa thi làm sao? Chốt như vậy nha. Rồi quyết chiến luôn. Cảm ơn bà. Trời đó, mọi người uống sữa đi, mỗi người một hộp, uống xong mới có sức để mình thi đó cho thiệt là tốt nha. Ôi ngon quá đi, em đang cảm giác mình đang tràn đầy năng lượng. Sữa Milo có vị cacao nước mà ngon thiệt chứ. Rồi tập trung, bây giờ tôi sẽ thông báo vòng thi đầu tiên có tên là vòng thi tài năng. Trong vòng thi này mỗi người sẽ phải trình diễn một tiết mục là thế mạnh của bản thân. Nhưng mà phải liên quan tới chủ đề âm nhạc đó nha. Ví dụ như là hát nè, rap nè, nhảy nè hay là beatbox cũng được. Miễn sao là chị với bà Trang thấy hay và ai là người tài năng hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Mấy đứa có câu hỏi gì không? Dạ không. Vậy thì thi thôi. Chơi trời thang cùng với bao nụ cười. Bầu trời lung linh muôn ánh sao chiếu sáng khắp muôn nơi. Nụ cười chúng ta thêm bao niềm vui. Oh yeah, what's up mà con ơi. Yeah man, oh yeah. Bày nó hát cái gì mà đầu óc tao nó quay cuồng, không nghe cái gì hết. Cắt. Vậy là đủ rồi. Ủa em hát chưa xong mà sao vậy chị? Màn trình diễn quá là kinh khủng. Mời thí sinh xuống sân khấu ngay để đỡ làm hại lỗ tai ban giám khảo. 5 điểm về chỗ. Mời thí sinh tiếp theo. Và lời nói đầu tiên cho tấm hình nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Lời nói tiếp theo cho ca sĩ Gino xin gửi đến quý khán giả một bài hát tràn đầy năng lượng nhưng thật cay đắng khi biết là dâm ăn trong giờ văn, cốc xoài mắm tôm mùi đồ chua, thế giờ biết cô hay là sao, biết điều thì đưa tương hết đông đây. Đôi tai của tôi đã được chữa lành rồi. Vì đúng là ngầu bá cháy bỏ chết luôn. 10 điểm. Rồi xuống đây. Vậy thì vòng thi này tôi tuyên bố Vi là người chiến thắng. Sao ông thấy sợ tôi chưa? Chưa biết ai thắng ai thua đâu bạn, còn nhiều vòng đấu lắm. Người thành công người ta phải biết dừng đúng chỗ. Đây. Chúng ta sẽ bước sang vòng thi tiếp theo có tên là cuộc đua săn thẻ. Tèn. Thì trong cái vòng thi này hai đứa phải đi tìm mua những cái lốc sữa Milo và đặc biệt là phải sưu tập thật là nhiều thẻ ý chí. Nếu mà bạn nào sưu tập được nhiều thẻ hơn á thì sẽ là người chiến thắng. Ủa chị Vi, vậy có quy định thời gian không chị? Đương nhiên là có rồi.
thời gian sưu tập thẻ sẽ là 2 tiếng đồng hồ. Sau 2 tiếng á, thì mọi người phải quay trở lại đây để xác nhận kết quả. Để tránh việc các thí sinh gian lận á, thì mỗi thí sinh sẽ phải đi chung với một ban giám khảo để tiện quan sát. Chị thì còn chừng chờ gì nữa, mau đi thôi. Gít, khoan đã, tụi chị còn có một thông báo hết sức quan trọng. Đó là ngay bây giờ tụi chị sẽ công bố một món quà đặc biệt dành tặng cho người chiến thắng sau cùng. Và đó chính là một chiếc áo khoác. Áo khoác? Đúng vậy, chính là chiếc áo khoác thể thao Milo, quà tặng mới nhất khi sưu tập đủ 18 thẻ ý chí cho mọi lớp sữa Milo đó nha. Ôi xịn quá, chị đếm phần thử đi. Chứ sao, nè cái áo khoác này vừa có thể chống nắng, chống gió mà còn đẹp nữa. Trời ơi, kéo cái nón cái đằng sau nè, trời đất ơi, gò cài vô, ngầu ốc. Cháu mà vừa đẹp vừa ngầu nữa chị. Trời ơi. Wow. Đây, giờ kéo lên, mấy thấy đẹp nè. Trời ơi, xịn lên, xịn lên. Vậy mà làm nãy giờ em tưởng đâu cái túi đeo chéo này mới là phần thưởng chứ. Không có đâu nha, cái túi đeo chéo này á hả, chỉ cần sưu tập đủ 6 thẻ ý chí là có thể săn được rồi. Quà của hai thí sinh của chúng ta phải xịn sò hơn chứ. Yeah. Chị ơi, em cũng muốn có một chiếc. Vậy thì cố gắng tích đủ thẻ ý chí đi. Nếu ai mà chiến thắng cái cuộc thi này á hả, thì chị sẽ tặng quà thêm luôn. Yeah. Dạ trời đã. Bóp về. Dạ quà lại cho tôi đi. Nhanh lên, bây giờ chuẩn bị thi rồi kìa. Đặc biệt chị bật mí nhỏ là áo khoác Milo đợt này có tới 3 màu luôn. Chị vẫn còn đang sưu tập đó. Được rồi, được rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc đua săn thẻ thôi nào. Yeah. Hiện tại chúng ta đã có mặt tại siêu thị rồi. Bây giờ em có 2 tiếng để đi tìm kiếm sữa Milo. Mà nhớ là phải có thẻ ý chí đó nha. Cố lên, không được để thua Tuấn đâu đó. Ở đây có nhiều sữa Milo quá nè chị, em mua đây được không? Tất nhiên là được rồi, ở tạp hóa nào thì mình cũng đều có sữa Milo hết. Và đặc biệt là còn có thể đổi quà được nữa. Trời ơi, chị em mua đây không? Ồ, trong lót sữa Milo có thẻ ý chí, vậy là hợp lệ phải không chị? Đúng rồi đó. Yeah. Ui, vậy để mua chị ơi. Lấy nhiều lên, đừng dạ. Có thua Vinu nghe chưa? Dạ đây, ấy. Để em lấy đây, cầm ứng. Ok. Để em vô tính tiền cái. Tính tiền, tính tiền. Nên mua cái loại sữa nào để mà phù hợp cho con của mình nữa ta? À, thì bà cứ chọn đi, sữa nào cũng là sữa mà. Nhưng mà bây giờ trên thị trường có nhiều loại sữa lắm, không biết là cái loại nào mà nó vừa tốt mà vừa ngon nữa. Theo con thích uống loại sữa nào nhất nè? Dạ con cũng không biết nữa. Hay là mình mua sữa Milo cho bé uống đi con. Sữa Milo này có vị cacao lúa mạch rất là ngon luôn. Đặc biệt đang có chương trình đổi thẻ ý chí để nhận quà. Nếu mà có 6 thẻ thì mình sẽ đổi được một túi đeo chéo Milo cực kỳ năng động. Còn 18 thẻ thì mình sẽ đổi được một áo khoác Milo siêu ngầu luôn. À, tại vì nguyên một đám tụi con đang uống cái sữa này luôn á. Dạ. Được á anh. Được á. Ờ, hay là mình mua bên đây nè, ở đây con thấy nhiều lắm luôn. Yeah. Con lựa đi con. Nè, con uống sữa Milo nha. Dạ. Dạ em cảm ơn chị nha. Chị em tính tiền xong rồi nè. Ủa em có tính luôn 2 lốc sữa này cho chị chưa? Dạ gửi. Vậy thì bây giờ mình phải quay về nó xuất phát thôi. Dạ đi. Get go. Nhanh lên Tuấn, nhanh lên, nhanh lên. Đẹp luôn á. Xin lỗi bà nha, tôi nói trễ xíu nãy giờ. Sao? Dẫn Tuấn đi vòng. Đây. Tôi có mang theo sữa Milo nè. Uống đi xíu để cho tràn đầy năng lượng. Yeah. Đã quá. Trời ơi, uống xong là quá đã luôn. Ủa? Dạ. Mà Vinu, em được sưu tập được bao nhiêu thẻ rồi, mở ra chị coi với. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trời đất ơi, nhiều dữ vậy. Mà cũng nhận nha, lần này thẻ của Milo á hả, vừa đẹp lại vừa ngầu nữa ha. Yeah. Trời ơi, ta nói nè, vừa có sữa uống, vừa có thẻ của ngầu, lại còn có quà xinh nữa, quá lời luôn. Thiện sợ thiệt đó chứ. Ủa mà Vinu á hả, sưu tập được nhiều vậy. Còn em sưu tập được nhiều rồi, em lấy ra coi coi. Em cũng không biết nữa, nãy giờ em đi ba bốn tiệm tạp hóa luôn, không biết sưu tầm được nhiêu nữa. Đây, chị cầm dạ, cho. Rồi. Đâu, để em đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ôi ơi, không ngờ tới sưu tầm được nhiều vậy luôn á. Đúng 2 thẻ. Yeah. Vậy chị tuyên bố, vòng này Tuấn là người chiến thắng. Yeah. Wow.
tới hồi kết. Vòng thi cuối cùng có tên là chinh phục phòng bếp. Đây, bây giờ mỗi thí sinh phải nấu một món ăn bất kỳ mà bằng tất cả nguyên liệu có sẵn trong cái nhà bếp này. Nếu mà thí sinh nào nấu ăn ngon hơn á thì sẽ là người giành chiến thắng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hai đứa phải cố gắng lên nha. Cái chị là chị đó đó mày đó. Tôi cũng vậy. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Không có gì hết. Phải cháy lắm rồi chứ. Xong. Thật lý. Trời ơi, tủ lạnh nhẹ em nè. Mát dữ vậy. Yeah. Em sẽ làm món mì gói. Mì gói xào với rau á hả? Dạ đúng rồi. Em nấu cơm rồi, vậy thì giờ ăn cơm với món gì? Em á hả? Nhỏ lớn em chỉ biết nấu món trứng chiên thôi. Nhưng mà hôm nay em sẽ làm món trứng chiên nhà hàng năm sao. Được quá ha. Tuấn ơi, Tuấn đang làm gì đó? Dạ, Tuấn đang nấu mì. Là đang nấu mì. Tuấn ơi, Tuấn đang làm gì đó? Dạ, Tuấn đang nấu mì. Là Tuấn đang nấu mì. Nấu mì sao vậy Tuấn? Dạ, nấu mì là phải cần cái nguyên liệu. Rồi, thêm cái này luôn Tuấn. Tuấn đang làm gì đó? Dạ, Tuấn đang nấu mì. Là đang nấu mì. Thêm nước đi Tuấn. Dạ. Bà qua chấm ở đây đi. Ok. Dạ vâng. Ủa Tuấn, em nấu cái món gì đây? Dạ em đang nấu mì. Là đang nấu mì. Mì gì mà rau còn sống nhăn như thế này? Rồi sợi mì cũng không chín á. Cái này đáng ra là em phải nấu bằng nước sôi nè. Mà coi, cà chua cũng không sắc ra luôn. Để cả trái này rồi sao ăn? Mà coi bên đó xem. Gì nấu em nấu gì vậy? Em nấu món cơm chiên trứng thượng hạng. Ngon. Đậu, cơm đâu em? Dạ, cơm đi chị. Cái gì vậy? Sao cơm còn sống nhăn như sao ăn? Như em quên bấm nút. Trời ơi, rồi trứng đâu? Dạ đúng rồi, chứ không sao, cơm không chín nhưng mà có trứng chín. Dạ đây. Trứng? Sao mà khét dữ vậy em? Trời ơi, hết tôi muốn ăn món này đó bà. Hai người này nấu ăn cũng không nên hơn nữa. Dòng này tôi chấm cả hai đều rớt. Chán của bà, sáng giờ làm quá giờ mà không được gì hết trơn. Công sức anh em mình thi rồi sáng giờ là đổ xong đồ biến hết trơn rồi. Thì đó. Ủa cái này là sao chị? Sao có tới hai kéo luôn chị? Sáng giờ thấy hai đứa cố gắng quá trời. Mặc dù không chiến thắng nhưng chị vẫn quyết định là tặng quà cho hai đứa. Thấy có đẹp không? Ủa dạ đẹp quá chị. Trời ơi em thích lắm luôn chị. Cáo này mà hả, mặc đi đạp xe đạp thì ngầu phải biết. Hai đứa đều vui vẻ là được rồi. Mà nhớ nè, là bạn bè phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Và đặc biệt là không được gây gỗ và chọc ghẹo nhau nữa nghe chưa? Rõ chưa sếp? Yeah. Ủa mà bà Trang, cái bánh của bạn sao? Bánh gì nữa? Có sao đâu, mọi người vui vẻ là được rồi. Khoan. Hôm nay hả, chị có đem thêm sữa Milo để tiếp thêm năng lượng cho mọi người nè. Cảm ơn chị. Chú ý, chương trình chỉ diễn ra từ ngày 15 tháng 9 cho tới 15 tháng 12 năm 2023. Nên các bạn nhỏ nhớ tranh thủ sưu tập thật là nhiều thẻ và đến tạp hóa gần nhà nhất để đổi quà đỉnh nha.